Buổi đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn các bạn là làm nào để có thể giao tiếp được và thực hành được ở trên các bạn để ý thấy là trên tay thầy đang có một cái mạch điện giống như thế này đúng không ạ? Bên trong của nó là một con Raspberry Pi. Thì việc của chúng ta đó là gì? Từ giờ đến hết kỳ chúng ta sẽ lập trình ở trên con này, và muốn lập trình được cho nó thì chúng ta sẽ phải điều khiển vào trong đấy. Thông thường thì con Raspberry Pi của chúng ta sẽ có bốn cổng USB, một cổng RJ45 và có kết nối Wi-Fi, kết nối Bluetooth và có được các cái giao tiếp với màn hình thông qua cái cổng HDMI. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi là các bạn mua các cái này để các bạn tự làm được không? Câu trả lời là không. Tại sao lại thế? Tại vì là nếu mình có Raspberry Pi thôi thì các bạn có thể mua được. Tuy nhiên chúng ta thực hành thì chúng ta lập trình cho các cái thiết bị phần cứng ở phía trên đấy nữa, đúng không? Cũng là một trong những cái tiêu chuẩn, cái yêu cầu của chuẩn đầu ra môn học, đó là chúng ta phải phải viết được chương trình để có thể giao tiếp được với một vài thiết bị ngoại vi đơn giản. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể là dần truy cập để giao tiếp được vào cái con Raspberry Pi này? Thì các bạn sẽ vào lên trên thanh chat, bạn gõ cho xin lỗi, lên trên browser bạn gõ cho thầy chữ VNC Viewer ạ. Chúng ta sẽ download cái phần mềm VNC Viewer để chúng ta remote nó vào trong con Raspberry này. Bạn có thể vào trang chủ để chúng ta download, các bạn có thể thực hiện theo thầy. Và bạn nào dùng cái platform nào thì bạn sẽ download cái platform tương ứng. Và chúng ta chú ý rằng chúng ta download cái Viewer, đúng không? Cái VNC thì có hai cái phiên bản, một phiên bản đó là server và một phiên bản là viewer. Thì có một cái điều rất là hay, đó là gì? Kể từ thời điểm này khi mà chúng ta làm việc ở trên phòng thí nghiệm thì chúng ta có thể chạy ở trên Mac OS hoặc là chạy trên Linux, hoặc là thậm chí chúng ta cũng có thể chạy ở trên Android vân vân. Đấy thì tùy vào bạn dùng phiên bản nào, bạn dùng cái hệ điều hành nào thì bạn tải cái tương ứng với nó. Ví dụ ở đây thầy sẽ dùng hệ điều hành Windows của thầy, thầy sẽ tải cái Windows về. Tất nhiên nó cảnh báo virus, chúng ta vẫn cứ bỏ qua cái cảnh báo này, tại vì chúng ta download trực tiếp từ trên trang chủ. Sau khi các bạn download xong về thì ở trong cái thường thường là thư mục download đúng không ạ, nó sẽ có một cái file cài đặt, bạn click vào đấy để bạn cài đặt hộ thầy. Thầy thì thầy cài đặt rồi đúng không ạ, và các bạn thì cứ tiến hành cài đặt bình thường thôi. Next, next, next theo cái yêu cầu của phần mềm. Thầy thì cài đặt rồi cho nên là thầy bỏ qua cái bước này, còn các bạn thì bỏ ra 2-3 phút để các bạn cài đặt. Không chắc. Sau khi cài đặt xong bạn vào trong program đó, bạn gọi chữ VNC thì nó sẽ ra được cái phần mềm này cho chúng ta. Và khi mà khởi động lên thì bạn sẽ thấy có một cái giao diện giống giống như ở trên màn hình mà các bạn đang theo dõi. Rồi, để mà truy cập vào một cái máy tính nào đó thì bạn sẽ phải biết cái IP của nó, đúng không? Nó là Internet Protocol. Thì IP của nó thì bạn nhìn lên trên này, đúng không? Bạn 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 nhìn ở trên cái Raspberry Pi mà thầy đang cầm. Bạn xoay một 360 độ thì bạn sẽ thấy có cái số mà thầy ghi. Ví dụ cụ thể trong trường hợp này là thầy đang ghi số 19 đúng không ạ? Bạn số 19 thì bạn sẽ gõ như thế nào? Thì trước hết bạn sẽ phải truy cập vào cái mạng trong cái phòng này, mạng trong phòng này để chúng ta có thể là thực hiện cái việc học nó thuận lợi. Thì bạn mở cái wifi của bạn lên ạ và bạn search. Bạn search wifi thì bạn sẽ thấy có một cái access point có tên là DIY hardware. Bạn sẽ connect. Xong chưa? Và bây giờ thì bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ yêu cầu chúng ta mật khẩu đúng không nào? Mật khẩu. Thầy sẽ forget cái này. Thầy sẽ connect lại. Nó sẽ đòi mật khẩu và các bạn gõ cho thầy mật khẩu như thế này vào cho thầy. Thầy thả đẹp ra. Bạn có thể thấy được ở trên màn hình.
bạn có thể gõ, bạn có thể copy. Tại sao bạn thầy lại đặt cái mật khẩu này? Cũng chỉ là mong muốn rằng sau khi học kết thúc môn này, đúng không ạ? Dù bạn có không nắm được kiến thức thì bạn cũng nắm được rằng là có một cái asset void với cái mật khẩu tên như vậy. Chúng ta kết nối lại, bạn có thể là gõ trực tiếp vào, bạn có thể là paste vào, đúng không ạ? Nhìn thấy và chúng ta ấn next. Okay. Bạn nên để IP của bạn là ở cái dạng DHCP, có nghĩa là để cái dạng IP động để cho nó tự nhận và nó tự phân bổ IP. Với cái router này thì nó có thể cover được một thời điểm lên đến 300 máy, cho nên chúng ta cứ cứ để cho nó tự assign IP một cách ngẫu nhiên. Và chúng ta có thể là gì, kiểm tra xem coi nó assign cái IP của mình bằng một cái lệnh, bạn có thể chạy thông qua cái CMD hoặc cái comment bằng cái câu lệnh IP con config đối với các máy trong win. Đối với các máy sử dụng Linux thì bạn sẽ gõ cái câu lệnh là esconfig, đúng không? Các cái lệnh đấy ạ, esconfig đối với các máy là chạy Linux. Còn đối với các máy chạy Win thì bạn gõ là ip config. Còn với Mac thì thầy không biết. Chưa nào? Rồi. Đấy, thế vậy thì là gì? Trong trường hợp này một cái ví dụ đó là cái whitelist LAN của thầy nó sẽ assign vào cái IP là 184. Các bạn biết thế thôi, còn không remote vào. Thì ví dụ như là gì thầy cần và chú ý cái address của nó có dạng là gì? Bạn sẽ thấy rằng address của nó sẽ có dạng là 192.168.1.xx, đúng không ạ? Thì xx ở đây là gì? Xx ở đây chính là cái chữ viết trên trên cái board Raspberry của chúng ta. Đây ạ. Đây là ví dụ như trong trường hợp này của chúng ta là số 19, đúng không ạ? Số 19. Thì nếu như chúng ta khởi động xong cái này thì bạn sẽ gõ vào trong này cho thầy đó là ví dụ cụ thể, với trường hợp là nó ghi là không phải nó đâu, thầy ghi đấy là 19. Có nghĩa là bạn sẽ gõ vào đấy là 192.168.1.10 19. Bạn rõ chưa? Gõ cái này thì gõ vào đâu? Bạn sẽ gõ vào trên này à? Trên nào? Cái chỗ mà VNC Connect thì nó có một cái vùng bạn thấy được chưa? Đây này. Có chưa nhỉ? Đấy, bạn gõ vào trong đấy thôi. Đó là gì? 192.168.1.19. Ví dụ như là thầy muốn remote vào con này. Tất nhiên con này thì bây giờ chưa khởi động, thầy phải khởi động nó. Khởi động nó thì bạn sẽ cắm nguồn vào cho thầy. Cái nguồn của nó là cổng cổng micro USB, đúng không? Và bạn chú ý rằng là gì? Trong tất cả các lỗ ở đây, đúng không ạ? Thì chỉ có một cái bạn có thể cắm được vào thôi. Trừ trường hợp bạn muốn phá phách thì bạn mới cắm vào cái chỗ khác để cho nó hỏng. Còn thông thường thì là gì? Với một người có trình độ kiến thức bình thường như thầy thì thầy sẽ biết cắm chỗ nào cho nó chuẩn. Và bạn sẽ đợi thôi. Sau khi cắm xong thì nó sẽ khởi động, đúng không ạ? Bạn sẽ thấy rằng là gì, đèn nó sẽ bắt đầu sáng và chúng ta chờ đợi. Quá trình khởi động thì nó cũng giống như chúng ta khởi động cái máy Windows 98 ngày xưa ấy, mất khoảng 10 đến 10. Thầy chơi đấy, nó chỉ mất khoảng 3 đến 4 phút, tôi là 30 giây thôi. Có một điều chúng ta cần phải chia sẻ đó là cái này. Chúng ta sẽ sử dụng 2 đến 3 bạn. Và những cái nào mà có nguồn thì các bạn cắm nguồn, chúng ta phải những cái nào không có nguồn thì bạn cắm pin cũng được. Cũng bạn sẽ sử dụng 3 nguồn.
Chúng ta tiếp tục nào. Bạn chia sẻ với nhau một chút nhé, tại vì là vì đây là nếu mà có điều kiện thì sẽ mua thêm để mua tặng một bộ, một bộ nào. Ví dụ như bây giờ thầy sẽ remote vào cái máy có IP là 192.168.1.19 đúng không ạ? Thì bạn ấn Enter và giúp thầy. Trên màn hình của chúng ta sẽ có cái gì đây ạ? Sẽ có cái để chúng ta có thể là truy cập vào. Thì họ sẽ yêu cầu cái gì? Yêu cầu cái đầu tiên là user. Cái thứ hai đó là mật khẩu, password. Thì các bạn chú ý cho thầy này. User thì tất cả các cái máy ở đây nó đều là phi hết ạ. Còn password thì bạn gửi cái tài liệu mà thầy yêu cầu các bạn phải in ra ấy. Nếu như là bạn nào mà chưa in ra thì bạn cũng có lẽ là dậy nào về dạ. Và trong phòng này phải đáp ứng cho hai điều kiện, một đấy là bạn có máy tính, hai đó là bạn phải có tài liệu in. Ok, thì chúng ta sẽ gửi qua một xíu nhé. Thì là gì, trong tài liệu hướng dẫn thì password của chúng ta là từ 1 đến 8, bạn có thể truy cập vào 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không ạ, và bạn ấn connect vào cho thầy. Thầy gõ lại tại vì là cái thời gian lâu quá nên là nó time out. Thầy hỏi một chút, cái máy 19 rất là quen đúng không? À, có thể một ngày đẹp trời nó sẽ thầy lấy một ví dụ khác, đó là thầy truy cập ở máy số 18 đó. Bác giữ trật tự cho thầy nào. Alo, alo, các bạn giữ trật tự cho thầy cái. Khi mà chúng ta truy cập vào một máy nào đó rồi, sao buổi hôm nay vẫn có bạn vào trong Zoom là thế nào nhỉ? Ok. Ví dụ như là gì, trong trường hợp này thầy đã remote được vào một cái máy, cụ thể ở đây là máy số 18 đúng không ạ? Vậy thì các bạn có thể là thực hiện các cái bài thực hành của chúng ta ở trên này. Ví dụ đúng không ạ? Cái bài đầu tiên Hello World, bạn có thể mở cái terminal bằng cách là gì? Trên này bạn thấy có một cái biểu tượng giống như command, cái CMD của Windows đúng không ạ? Thì bạn có thể là gì, tích vào đây để bạn khởi động. Hoặc là bạn cũng có thể là gì, sử dụng cái phím tắt là gì ạ? Control Shift T đúng không ạ? Để bạn mở cái terminal này ra. Và có một điều đặc biệt đó là gì, cái máy này thì nó không hỗ trợ đa nhiệm. Thế thành ra là ai mà remote vào thì chỉ có một người trong một thời điểm đấy làm việc với nó. Thế thì là gì, chúng ta có thể, đó là gì, các bạn có thể dùng cái trình duyệt, cái editor notepad ở đây để bạn soạn thảo. Khi mà bạn soạn thảo xong rồi thì cái máy nào rỗi, thường thì các bạn chỉ làm
một chút là nó xong ấy mà. Thì khi nào mà máy rỗi thì bạn sẽ lại vào remote vào đấy và bạn thực hiện cái câu lệnh của mình. Em hiểu ý không nhỉ? Cái ví dụ như là gì, bạn có thể phóng to cái này lên để cho chúng ta dễ nhìn đúng không ạ? Đó, cái này phóng to lên nó như thế nào ạ? Đây rồi, zoom in đây đúng không ạ? Zoom ra đây, còn chờ cộng cộng cộng. Đây là cộng shift control cộng cộng. Rồi. Đó, ví dụ như là bạn có chữ là và Python là chứ. Được chưa? Đấy, và như thế là thầy đã xong một bài, bài 1. Thế nào? Và các bạn sẽ tiếp tục làm các cái bài theo tài liệu hướng dẫn. Các bạn có vấn đề gì cần phải hỏi không ạ? Không đúng ạ, việc của chúng ta đấy là gì? Remote được vào, xong đó thì chúng ta sẽ code các cái bài tập giống như ở trong tài liệu mà